Dạ Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog sáng nay ạ. Dạ Hải My 14 xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Hải My 14 sáng nay. Thì sáng nay Hải My 14 cũng hấp nhang lau mộ cho cậu xong xuôi hết rồi cô chú anh chị ơi. Bây giờ là chuẩn bị hấp nhang cho hàng xóm, ông bà cô chú hàng xóm của mộ, gần mộ cậu Năm nha cô chú anh chị. Giờ vô lấy nhang thôi. Thắp nhang đi, thắp cho ông bà hàng xóm của cậu nè. Ngọc ơi, đi chỗ khác nha. Sống cái cầu phù hộ cho tới chủ nhật không đi bằng lái nha. Khi mà lái cho bằng lái xe hay không cái bà tôi. Khi mà lái cho cầu. Nè, mời cô Huệ. Chị Nhung. Sau đó mày dẫn mày đi chỗ khác nha. Chị Nhung. Thắp nhang là không có giỡn nha. Con mèo. Con mèo ngao. Cây mà chưa biết đau phải không? Sổ giả Nhi Kiều.
Người ta phép mấy cái này là thành cái gì? Trăng phân. Không biết. Rồi, anh Bin mới nói chạy xe lại rồi. Mới mua đó. Nhiêu hả? Nhiêu anh Bin? Xe bao nhiêu ạ? Chiếc xe. Chiếc xe. Đẹp mấy triệu. Đẹp vậy? Đây là mặn bản có tháng trời mua xe mấy triệu không? Ờ, xe hai mấy triệu. Lấy có tiền mua chiếc xe. Mua xe tay ga chạy cho. Chạy chiếc xe này quay một tay không được. Tại xe có. Đúng rồi, xe con mà cùng cùng tay á. Có con tay chạy quay một tay chạy đâu có được đâu. Mình mua tay ga rồi chạy một tay rồi quay được. Đây là ông bà hàng xóm của cậu phù hộ. Quay có wheel nhiều nhiều. Chấm. Kênh mới tạo quay quay clip chán thì hại. Không. Nói mà ai cũng ai biết đâu mà tôi. Thử coi xem. Tôi tới giờ còn chưa có người coi nữa kìa. 10 ngày rồi đó. Từ từ. Từ từ. Cháu nó cũng nhừ. Ông bà cô chú vào Hải Mi 14 ủng hộ giùm con ông bà cô chú ơi. Thôi ăn vô thì chín độc ăn vô bị chín độc. Ông với con ông có liên lạc nói chuyện không Ngọc? Nè. Lâu lâu nói chuyện. Nó ở với mẹ nó hả? Ừ. Tôi nghe người ta nói vợ ông với con ở nước ngoài mà. Ngoài đâu luôn, vợ mẹ nó có chồng ở Việt Nam này chứ ở nước ngoài. Ở như ở ngoài ngoài New. Hồi Bình Định hả? Ở Bình Định hay Quảng Ngãi, Quảng Nam gì đó. Trong Nam cũng chịu chịu đi ra ngoài đó ta. Ừ. Cũng là người luôn rồi. Ở mình gần đó đó, không biết người nào thôi. Nói chung là mọi vật tùy duyên của chú. Đó ông chú hẹn mà, không chú hẹn suốt đời mà, ông hẹn vài năm, người ta vài năm ta đi. Muốn sự tùy duyên. Bình thường ông bà xưa nói là duyên đến, duyên đi, duyên sanh gọi là duyên diệt. Dạng sự thì duyên. Bữa nay thứ tư không phải thứ năm, thứ năm ta. Tư. Dạ bùa ạ. Hải My 14 xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Hải My 14 sáng nay ạ. À. Thì sáng nay Hải My đi thắp nhang chung với anh Ngọc ha cô chú anh chị. Để ông bà cô chú hàng xóm của cậu Năm phù hộ tới chủ nhật này Hải My đi thi bằng lái xe hai bánh. Phù hộ cho Hải My được đậu bằng lái xe hai bánh cậu với ông bà hàng xóm của cậu Năm và mơn lòng phúc phù hộ dùm cho con ạ. À. Và Hải My 14 cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi, xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Hải My 14 ạ. À.
Và Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog ạ. Ông bà cô chú có thương Bùi Hải thì cho Bùi Hải xin một lượt like, lượt đăng ký để Bùi Hải có động lực làm những video hay nhất tại mọi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh gửi tới cho cô chú anh chị gần xa xem ạ. Và một lần nữa Bùi Hải xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ạ.